Trung Quốc cảnh cáo rằng việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật về người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Lời cảnh cáo khiến người ta thêm lo ngại Mỹ-Trung sẽ không đạt được thỏa thuận kết thúc thương chiến. Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư, 4 tháng 12, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Trung Quốc sẽ không đặt ra bất cứ lịch trình hoặc thời hạn chót nào để đạt thỏa thuận thương mại nếu phải đối mặt với chủ nghĩa đơn phương chủ nghĩa bảo hộ nạn bắt nạt trong thương mại và áp lực thì chúng tôi sẽ không còn cách nào khác chúng tôi phải có biện pháp dứt khoát để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi quan điểm của trung quốc về vấn đề này là rất rõ ràng chúng tôi sẽ không đặt ra bất cứ lịch trình hoặc thời hạn chót nào để đạt thỏa thuận chúng tôi vẫn giữ thái độ bình thường thỏa thuận hoặc thương thuyết gì cũng phải dựa trên sự công bằng và tôn trọng lẫn nhau Tối thứ Ba, 3 tháng 12, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật có tên gọi Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ năm 2019, với 407 phiếu thuận, chỉ có một phiếu chống. Dự luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump phản ứng cứng rắn hơn đối với việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở vùng tự trị Tân Cương, chẳng hạn như trừng phạt những giới chức Trung Quốc vi phạm nhân quyền, đặc biệt là bí thư đảng ủy Tân Cương Trần Toàn Quốc. Văn bản này phải cần được Thượng viện và Tổng thống Trump chấp thuận mới có thể chính thức trở thành luật, ông john sudworth phóng viên của đài bbc đặc trách trung quốc cho rằng nếu dự luật này được thông qua đây sẽ là lời lên án mạnh mẽ nhất của quốc tế đối với trung quốc về nạn đàn áp người duy ngô nhĩ ở tân cương dự luật có mục đích đề cập nạn vi phạm nghiêm trọng các quyền con người phổ quát trong đó có việc giam giữ hơn một triệu người duy ngô nhĩ dự luật còn tố cáo trung quốc phân biệt đối xử có hệ thống người duy ngô nhĩ qua việc tước đoạt của họ một loạt quyền chính trị và dân sự như quyền tự do ngôn luận tôn giáo đi lại và xét xử công bằng. Dự luật kêu gọi Tổng thống Trump lên án nạn đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và yêu cầu Trung Quốc lập tức đóng cửa tất cả trại giam giữ người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời bảo đảm tôn trọng các quyền con người đã được quốc tế công nhận. Về phía Trung Quốc, nước này vẫn luôn phủ nhận chuyện ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh cho rằng vụ lực của Hạ viện Hoa Kỳ là sỉ nhục chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương và can thiệp vào chuyện nội bộ nước này. Trung Quốc cho hay chính sách của họ ở Tân Cương là nhằm chống bạo động, khủng bố và ly khai. Và nhờ đó, 3 năm qua, ở Tân Cương không xảy ra một vụ tấn công khủng bố nào. Trong khi đó, Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, một tổ chức nhân quyền, hoan nghênh dự luật của Hạ viện Hoa Kỳ vì đã phản đối việc Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh đàn áp cực đoan ở Tân Cương. Phát ngôn viên của tổ chức này nói họ đang mong Tổng thống Trump ký ban hành luật dự luật này. Các tổ chức nhân quyền tố cáo Trung Quốc đang giam giữ hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ trong các trại tù an ninh nghiêm ngặt trên khắp Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc thì cho biết đây chỉ là những trung tâm đào tạo nghề để giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người bị giam giữ chỉ vì bày tỏ tín ngưỡng, chẳng hạn như cầu nguyện hoặc đeo mạng che mặt, hoặc có quan hệ với hải ngoại như Thổ Nhĩ Kỳ. Đài BBC cũng đã nhìn thấy hồ sơ nói Trung Quốc đang cố tình tách trẻ em người Duy Ngô Nhĩ khỏi gia đình. Theo tiến sĩ Adrian Jens, một nhà nghiên cứu người Đức, họ làm như vậy là để nuôi dưỡng một thế hệ mới không còn biết đến nguồn gốc, tôn giáo và ngôn ngữ của mình. Tiến sĩ Jens xem đây là nạn diệt chủng văn hóa. Đại sứ Trung Quốc ở Anh Lưu Hiểu Minh nói những lời tố cáo này là dối trá. Người Duy Ngô Nhĩ là nhóm sắc tộc gốc thổ, thiểu số, có xuất xứ ở vùng Trung và Đông Á. Phần lớn họ hiện sinh sống ở vùng tự trị Tân Cương của Trung Quốc và theo đạo hồi.